Hôm nay có máy mới anh em ạ. Đây, có một cái con máy mới khá là hay ho. Này là con Aki 9S. Cái con này thì theo như công bố ấy, thì cái công suất của con này là nó lên đến 8000 lumen LED. Và cái nguồn của con này, cái công suất của con này nó có thể lên đến là 170 đến 180W. Thì như anh em cũng có thể biết là lâu nay những cái con như là con Aki 6 hay là Aki 7 là những cái con rất là sáng, thì nó cũng chỉ ở mức là 150W là tối đa thôi. Và con này nó lên đến là một tận 170W với lại cái độ sáng là 8000 lumen. Đấy, thì là nó là cái con mà theo hãng có nói là sáng nhất trong các dòng máy full size từ trước đến giờ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng test cái chất lượng hình ảnh của con này, xem là có đúng là như vậy không, và cái hình ảnh của nó có ok không anh em nhé. Xem mà nó có thể là xóa ngôi được cái con Aki 7 Max không. Aki 7 Max là cái con mà hiện tại mình thấy là tốt nhất trong tại thời điểm hiện tại rồi. Đây là con Aki 9. Và có một điều nó cũng khá là buồn cười về cái cách đánh số này anh em nhé. Anh em cứ nghĩ là 9 thì hơn 8, hơn 7, hơn 6. Nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Thực ra thì cái con Ki 7 ấy, thì là nó hơn con Ki 6. Nhưng mà cái con Ki 8 ấy thì nó lại kém cả con Ki 6 lẫn con Ki 7. Đấy, chứ Ki 8 là không phải là hơn Ki 7 với Ki 6 đâu. Mà Ki 8 lại kém Ki 6, kém Ki 7. Nhưng Ki 7 nó lại hơn Ki 6 và Ki 9 thì nó đứng đầu. Đấy, nên là các cái đánh số này thì nó rất là loạn. Không phải là cứ con nào cao số cao hơn là sẽ ngon hơn, và cũng không phải là con nào số thấp hơn thì nó lại thọt hơn đâu. Đấy, anh em lưu ý như cái cách đánh số như vậy, nó chỉ là đánh số theo cái thời gian sản xuất thôi, là sản xuất sau, sản xuất trước thôi. Còn cái cấu hình và cái chất lượng ấy thì nó không phải là theo con số, mà là nó theo thực tế và theo giá tiền và theo thông số đó anh em ạ. Và rồi thì mình đã bật cái con này lên, mình đã cắm điện nó, và anh em có thể thấy là cái ngoại hình của con này thì nó thuộc dòng full size. Nhìn trên ảnh thì có vẻ to, nhưng mà thực ra ở ngoài thì nó cũng không to lắm đâu. Con này thì nó cũng xem với lại con Aki 7, nó dài hơn con Aki 7 một chút. Đấy, chiều dài nó dài hơn một chút. Và có thể thấy là cái mức độ hoàn thiện của con này rất là cao. Thì mình có thể đánh giá là nếu mà xét trong các cái tầm máy full size hiện nay thì con này là có mức độ hoàn thiện cao nhất. Về cái phần nhựa nó cũng rất là cao cấp. Ngoài ra thì đây, những cái chi tiết rất là nhỏ. Đấy, đấy, rất là nhỏ thôi. Chỗ này là để chỉnh focus của máy. À, có một cái rất hay là con này nó được tặng kèm một cái tấm lọc bụi. Cái tấm lọc này rất là xịn anh em ạ. Tấm lọc này nó kiểu như là cái tấm lọc của ô tô xe máy ấy, xịn lắm. Ở đây nữa này, đây là cái phần ngăn chứa cái lọc bụi nhá. Ấn một phát ra luôn. Xịn không? Thay rất là dễ, được tặng kèm thêm một miếng nữa. Cái này mình đánh giá là xịn nhất trong các cái dòng máy chiếu hiện nay. Khi mà những cái con khác này phải dùng tay cậy mãi mới ra, thì con này ấn một phát là ra luôn, rất xịn. Đây là phần hút gió, còn đây là phần tản nhiệt. À, nó cũng có phần tản nhiệt rất là xịn. Cũng tương đương với con Ki 7 đấy. Công suất của con này cao là 170W, nên là đứng gần đây thì thấy khá nóng. Đây là phần mặt sau, thì cổng kết nối cũng đầy đủ 2 USB, 2 HDMI, có suất loa âm thanh đầy đủ hết, cổng nguồn, và con này có thêm cổng mạng LAN. Đấy, về nhìn chung về cái ngoại hình và cái độ hoàn thiện thì con này nó thuộc dạng là quá ngon. Tức là hoàn thiện tốt, ngoại hình đẹp, không chê được cái gì cả. Và nhà sản xuất cũng để ý đến những cái tiểu tiết. Tuy nhiên là đấy chỉ là hoàn thiện thôi. Còn cái chúng ta quan tâm đấy là cái chất lượng hình ảnh của nó. Thì chúng ta cùng xem nhé. Độ sáng của con này thì là 170W, 8000 lumen. Và mình thấy là nó là thông số này là chuẩn. Thì con này thì nếu mà xét về độ sáng hiện nay thì chắc là nó là cái con sáng nhất trong cái dòng máy LED ấy. Sáng hơn là con Ki 7 Max. Và đây anh em có thể thấy giao diện của nó, đây là giao diện Android 9.0. Giao diện thì cũng không có gì đặc biệt, nó một cái giao diện dành cho máy chiếu thôi. Có điều là nếu mà xét về độ nét và độ mờ viền thì mình thấy con này nó kiểu nó không được nét lắm ấy. Nó thông số là Full HD chuẩn rồi, nhưng mà phần viền cũng như là các cái phần điểm ảnh của nó ấy, thì cảm giác như là nó hơi bị xóp, tức là nó không được nét đanh, không được nét hẳn như là con Aki 7 Max. Đấy là nhìn sơ qua nó là như vậy.
Và bây giờ thì mình sẽ vào phần hình ảnh và để test chi tiết hình ảnh của nó nhé. Ok, ở đây thì chúng ta có một cái giao diện của YouTube với có các cái chữ để mình test xem là cái độ nét của nó như thế nào. Thì quả thật là con này tuy là nó sáng nhưng mà về cái độ nét thì nó không được đanh lắm, nó không được nét đanh lắm, nó vẫn hơi bị kiểu ao ao nhiễu nhiễu ấy, không được đanh như là con Aki 7 Max đâu. Đấy là về phần độ nét. Thì con này thì về phần màu sắc thì màu sắc của con này thì cái màu gốc của nó thì nó khá là nhạt anh em ạ. Đúng thật là con này nó bị nhạt màu, nó bị thiếu đi mấy cái gam màu ấy. Thì mình cũng đã có vào phần cài đặt mình chỉnh lại màu. Thì sau khi mình chỉnh lại màu thì nó sẽ được tươi như thế này. Đây, sau khi chỉnh màu thì nó cũng sẽ được màu nó đẹp hơn so với màu gốc khi mà chúng ta chưa chỉnh. Thì sau khi chỉnh màu xong thì nó cũng sẽ được tươi như thế này. Tuy nhiên là nó vẫn kiểu gì ấy, nó vẫn kiểu bệt bệt ấy. Màu nó khá là bệt, nó không được đẹp và không được kiểu như là tách bạch rõ. Nó không rõ được như con Ki 7 Max hay kể cả Ki 6. Nó cũng không thể bằng con Ki 6 được. Chứ đừng nói là Ki 7 Max màu của nó lúc đầu thì nhạt, chỉnh xong thì nó tươi hơn nhưng mà nó lại bị bệt. Đấy, nó lại bị bệt màu. Mình cũng không hiểu tại sao một cái con máy nó định vị như cái phân khúc với cái công suất cao như vậy, độ sáng khá tốt mà cái màu sắc nó lại khá là tệ. Màu sắc khá tệ. Ở đây là độ nét nhé. Độ nét thì nhìn thì có vẻ là sáng nhưng mà về phần độ nét thì nó cũng không được nét rõ lắm đâu. Đấy, nó vẫn bị hơi ao ao và hơi kiểu mờ mờ ấy. Mình đã dùng cả hai con chứ không phải là một con đâu. Mình đã đánh dùng hai con thì mình đánh giá và quả thật là cái độ nét của nó cũng có vấn đề đấy. Đây là mở test một chút về màu sắc. Màu sắc ở đây là sau khi mình đã chỉnh rồi đấy. Chứ còn cái màu gốc của nó thì khá là nhạt. Màu gốc của nó nhạt nhòa lắm. Đây là chỉnh rồi thì mới được như này. Nhưng mà sau khi chỉnh xong thì vẫn thấy nó bệt. Đây là quay trên điện thoại thì anh em có thể thấy là nhìn nó đẹp vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà test thực tế ở ngoài ra thì nhìn mắt người ấy, thì nó không được đẹp như này. Nó vẫn kiểu bệt bệt kiểu gì ấy. Nên mình sẽ tắt hẳn cái điện này đi. À, quên mất đây là bật đèn. Tắt hẳn cái đèn tiếp đi. Ok. Đây, sau khi tắt hẳn đèn đi để test cho nó tối lại, test lại. Thì nhìn chung là hình ảnh thì sau khi chỉnh xong thì nó cũng có phần là định mắt nhưng mà mình vẫn không thể ưng được cái chất lượng hình ảnh của con này. Sáng hơi bị chói. Để test một cái khác đi. Để cái khác đi cho nó rõ. Sáng nó hơi bị chói. Dù sao thì con Ki 7 Max vẫn là một cái con rất là ngon. Con này thì định thay cho con Ki 7 Max ở phân khúc cao hơn nhưng khả năng không được. Không được. Đây, chữ nó bị nhòe chữ này. Không thay được. Ki 7 Max vẫn ngon hơn. Con này thì được mỗi cái là sáng rồi. Độ sáng này rất là cao nhưng mà hình ảnh thì khá là tệ. Không thể hiểu nổi tại sao nó lại như này. Thử test cái này đi xem. Do là máy là độ sáng nó cao nên là các cái chi tiết nó lên tốt. Đấy, chi tiết thì nó lên đầy đủ. Nhưng mà chỉ có điều là cái độ nét nó không tốt và cái màu sắc của nó cũng bị bệt. Bị bệt màu, xem nó hơi khó chịu. Mình sẽ làm thêm một cái video nữa để so sánh con này với lại con Ki 7 cho anh em xem. Để hai con để chúng ta cũng so sánh. Còn cá nhân mình hiện tại thì thấy là con này nó đang kém hơn con Ki 7 về hình ảnh. Nó chỉ hơn được về độ sáng nhưng mà hình ảnh thì nó lại bị kém đi. Nó không thể bằng con Ki 7 được.
Ok anh em, thì video thì có lẽ là dừng lại ở đây thôi, cũng chẳng có gì để mà test thêm nữa. Thì các thứ thì mình đã nói được hết ở những cái con Ki 9 này rồi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở cái video so sánh và các video tiếp theo nhé.